Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi tới trên 500 mm, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất, một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân tại nhiều địa phương. Ảnh hưởng của mưa lớn kèm rông lốc sẽ trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, sản xuất nông nghiệp. Dự báo trong những ngày tới có thể tiếp tục còn xảy ra mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ trồng lũ, ngập sâu tại vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Hiện tại, tình hình mưa lũ ở Trung Bộ hết sức nghiêm trọng. Mưa lũ đã làm 8 người chết và mất tích, nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân mất trắng. Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các ban ngành địa phương nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. cụ thể về những trường hợp thiệt mạng và mất tích. Theo báo cáo, tại Hòa Bình một người chết do lũ cuốn trôi tại suối Bưng, Sơn La ba người chết, mất tích tại bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phú Yên, một người mất tích do bị đất vùi lấp tại Thanh Hóa, hai người chết do đi chơi gần suối Đòn bị trượt chân xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi và một trường hợp là đi đánh cá trên sông bị lũ cuốn trôi. Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Sơn La, tại các tỉnh Bắc Bộ có hai nhà bị sập, 75 nhà hư hỏng do sạt lở đất, 14.782 ha lúa bị ngập, 3.717 ha hoa màu bị hư hại, nhiều tuyến quốc lộ ở Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ bị ngập, hư hỏng do mưa và sạt lở đất. Tại Hà Nội, mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều nơi và gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ở Trung Bộ, 1.503 ha lúa, 3.050 ha hoa màu và 1.254 ha các loại cây khác bị thiệt hại. 2.388 con gia súc và gia cầm bị chết, 3 lồng cá bị cuốn trôi, 677,5 ha ao hồ bị ngập. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 29 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và rông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28 tháng 9 đến 3 giờ ngày 29 tháng 9 có nơi trên 80 mm như Mường Xén, Nghệ An 88,4 mm, Đậu Liêu, Hà Tĩnh 86 mm. Mưa lớn cũng làm ngập hơn 3.000 hecta lúa ở Thanh Hóa và Nghệ An, cùng 6.000 hecta hoa màu. Theo thống kê của huyện Quỳ Châu, tâm lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đợt này, toàn huyện có khoảng 1.108 hộ bị ngập, trong đó tại thị trấn Tân Lạc có 4 khối bị ngập với khoảng 200 hộ, xã Châu Hạnh có 5 bản bị ngập với khoảng 146 hộ, xã Châu Tiến có 4 bản bị ngập với khoảng 566 hộ, xã Châu Bình có 5 bản bị ngập với khoảng 50 hộ. Trên các tuyến đường giao thông có nhiều điểm hư hỏng như quốc lộ 48A, quốc lộ 48B, quốc lộ 48D. Tất cả các cầu tràn trên địa bàn huyện Quỳ Châu đều bị ngập. Đối với sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa bị thiệt hại 442 ha, mía 91,3 ha, sắn 4,1 ha. Đến chiều 28 tháng 9, nước lũ cơ bản đã rút, nhưng nhà cửa tan hoang, ngập trong bùn đất. Thưa quý vị, Do thiếu kinh phí sửa chữa nên nhiều công trình thủy lợi tại tỉnh Đắk Nông đang bị hư hỏng, xuống cấp và mất an toàn. Trong bối cảnh mưa lũ thất thường, cơ quan chức năng đang cảnh báo nguy cơ vỡ đập tại một số công trình. Theo Tri cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có 43 hồ chứa lớn, 212 hồ chứa vừa và nhỏ, tổng dung tích khoảng 172 triệu mét khối. Qua kiểm tra, giả soát, cơ quan chức năng ghi nhận hiện có 6 hồ chứa lớn, 13 hồ chứa vừa, và nhỏ bị hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn. Các hồ chứa này đang trong tình trạng bị thấm qua thân đập, bị sói lở thành rãnh sâu hoặc tràn xả lũ bị hư hỏng. Theo ông Lê Trung Kiên, tri cục trưởng tri cục thủy lợi tỉnh Đắk Nông, do khó khăn về ngân sách, tỉnh vừa có văn bản gửi các bộ ngành, cơ quan trung ương xem xét bố trí khoảng 141 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa khẩn cấp. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tiến hành giả soát, đánh giá và phê duyệt danh mục các công trình cần đầu tư nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 1.273 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này cũng cần Trung ương xem xét hỗ trợ. Trong thời điểm chưa có kinh phí để sửa chữa, tỉnh Đắk Nông cũng đang triển khai một số giải pháp theo dõi, kiểm tra, đánh giá và ứng trực để đề phòng các tình huống bất thường xảy ra. Hiện tại chưa có nguồn kinh phí, Thủy ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị quản lý trực tiếp quản lý, khai thác, công trình thường xuyên tổ chức trực 24 trên 24 tại công trình theo dõi diễn biến báo cáo kịp thời về sở nông nghiệp cũng như ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp các công trình có nguy cơ mất an toàn cao thì các đơn vị quản lý cũng đã tổ chức công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là chuẩn bị vật tư, thiết bị, chuẩn bị sẵn sàng phương án khi có tình huống xấu xảy ra. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo thời tiết các vùng trong cả nước. Mời quý vị theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có lúc mưa rào và rông, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ phía đông bắc bộ nhiều mây đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ vùng núi có nơi dưới 22 độ nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ có nơi trên 33 độ khu vực thanh hóa thừa thiên huế nhiều mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng Riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác, có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Bắc Vịnh Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác. Sau có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 m. Nam Vịnh Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, sau mưa rào có rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 m đến 1,5 m. Từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây cấp 4 sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Chương trình dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị ngày làm việc an lành.